Hai vợ chồng thì cũng có lần cãi nhau, xong rồi là chồng con thì giảng hòa với con không được, xong rồi cũng có nhờ mẹ gọi dạ nhờ mẹ đứng ra giảng hòa. Rồi cũng có lần hai vợ chồng cãi nhau xong cái con bỏ về quê, rồi chồng con dắt cả gia đình chồng về quê con để gặp con luôn. Sau lúc đó thì hết giận. Mẹ đây, mẹ cũng biết nói gì rồi, nếu mà có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ làm là mẹ chồng của con nữa. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này đó, thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Dạ thì mới lần đầu tiên thì gặp thì lại ấn tượng là nhìn là lễ phép, là dáng vẻ là hiền từ, dạ. Cho nên là cũng là rất là quý cháu. Dạ. Vậy là thuận lợi quá rồi con ha. Gặp dạ. Mẹ chồng mà mẹ xin chồng thấy vậy là khỏe rồi đó. Là lúc đó là quen nhau bao lâu rồi là mới được gặp mẹ chồng? Dạ lúc đó là con với chồng con là quen được 2 năm. Là tụi con là học chung với nhau từ lớp 10 rồi. Là học ở Sài Gòn, xong rồi lớp 12 mới chồng con mới dẫn con về Đà Lạt chơi. Con thì con có hỏi chồng con là có nói gì với mẹ không mà dẫn về. Thì chồng con nói là có nói hết cả nhà rồi. Lúc mà gặp mẹ thì thật ra là chồng con chưa nói gì hết. Dạ. Xong rồi về rồi mới gặp mẹ đó là lần đầu tiên. Hồi lúc sau thì chồng con mới nói chứ con đi biết điều đó hả? Dạ, do là chồng con nói với bà nội. Bà nội rất là hiền, là mẹ chồng của mẹ đó. Mẹ của nhưng em mà lại không có nói với mẹ, cho nên về là chắc là mẹ cũng là bất ngờ. Vậy là ý ngầm nói mẹ dữ hơn mẹ bà nội đó. Mà lúc đầu tiên gặp á, em có bị sợ không? Dạ sợ chị, nhìn mặt mẹ cũng nghiêm cho nên là cũng hơi sợ. Mẹ hiền mà, mẹ hiền khô mà. Dạ nhưng mà quen rồi thì mẹ rất là tình cảm. Rồi lần tiên về có làm gì cho nhà chồng không hay là về chỉ ra mắt về thôi? Dạ thì về chơi rồi cũng phụ ở trong nhà rửa chén rồi nấu ăn rồi gì. Dạ. Ngày đầu tiên có phụ nấu ăn luôn? Dạ có, con về là con có phụ nấu ăn. Nấu ăn. Dạ. Lâu lắm rồi mới thấy một cô dâu giỏi bếp núc. Thường là mấy cô dâu mới về nhà để cho mẹ chồng nấu, làm dâu cũng để mẹ chồng nấu luôn đúng không? Nhưng mà từ lúc mà con về những ngày đầu tiên đó đó, dạ. Rồi bao lâu thì tụi con đám cưới? 2018 là tụi con mới đám cưới. Dạ, lúc mà quen nhau là 2009. Lâu dữ vậy dạ. Hả con? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Thì học ra trường rồi làm mấy năm rồi mới ở. Vậy là quen từ lớp 10 luôn á? Dạ đúng rồi. Mấy nhỏ quen từ lớp 10 luôn. Vậy là trong cái quá trình quen nhau mà nó dài như vậy là chắc chắn cô phải là một trong những cái người mà đứng ra để dàn xếp những mâu thuẫn của đôi trẻ. Dạ đúng không cô? Chính xác luôn. Hồi đó đi học thì có một cô giáo kia là kiểu như là không có thích hai vợ chồng quen nhau. Là lúc đó là cứ ra sức ngăn cản, giống như là ở trong trường là ai cũng biết chuyện tình luôn á, bởi vì quá nổi tiếng mà cô đó thì rất là dữ luôn. Xong rồi là cũng hay mét mẹ là hai đứa nó quen nhau, bởi vì chắc là cô cũng nghĩ là hai bạn chỉ quen chơi thôi chứ cũng không có đi tới cưới gì, và lúc đó còn nhỏ á, cho nên là khi mà gặp mẹ thì cũng rất là sợ. Quen nhau dài vậy cô có tin là hai đứa nhỏ nó lấy nhau? Dạ tin chứ, tại vì khi cháu nó dắt về á thì là nó cũng có tâm sự. Thì Hoàng nó cũng nói có cô giáo trong trường á là cũng hay điện về cũng răn đe nói là cô phải ngăn cấm rồi này kia, nhưng mà mình thì mình không có ngăn cấm, bởi vì mình thấy cháu Nhi nó có thể là nó dìu dắt con mình trở thành một con người rất là lịch sự, mà nó biết là thương yêu, cho nên là mình nhìn nhận được sự từ đó là mình sẽ không ngăn cấm. Và cũng nói thẳng với cô là đó là quyền riêng tư của chúng nó, còn nếu như mà cái sự dạy dỗ của cô miễn sao cháu nó học hành nó tiến tới là được, thì mong cô cũng thông cảm vấn đề đó, là cô cũng đừng can dự vào chuyện của chúng nó nhiều. Đó, mình chỉ nói với giáo viên chủ nhiệm như vậy thôi. Chắc là cô cũng muốn hai đứa tập trung học thôi. Rồi trong lúc mà quen nhau lâu như thế, hai nhỏ cãi nhau vậy thì con có mét mẹ chồng không? Dạ. Hai vợ chồng thì cũng có lần cãi nhau, xong rồi là chồng con thì giảng hòa với con không được, xong rồi cũng có nhờ mẹ gọi dạ nhờ mẹ đứng ra giảng hòa. Rồi cũng có lần hai vợ chồng cãi nhau xong cái con bỏ về quê, rồi chồng con dắt cả gia đình chồng về quê con để gặp con luôn. Sau lúc đó thì hết giận. Ủa là quê con ở đâu? Dạ quê con ở Kon Tum.
Là lần đó cãi nhau lớn nhiều lắm đó, là muốn chia tay luôn đó. Dạ đúng rồi. Đòi chia tay vậy đó. Anh kia về xong năn nỉ mẹ, con cũng biết lỗi rồi mà Yến Nhi không có chấp nhận, chắc mẹ phải nhờ mẹ. Rồi mẹ nhắn qua. Rồi mẹ đi xuống con tâm luôn. Đúng rồi. Mẹ đi, mẹ với lại gia đình cùng đi xuống cái đó. Rồi xong đó là sẵn gặp bà Xui nói chuyện luôn hả? Dạ, rồi cũng xong rồi cũng về xong rồi một năm hai năm á. Rồi xong rồi về thì cũng hỏi ý mấy cháu. Rồi xong rồi cũng đi lên trên gặp bên gia đình của cháu Nhi. Rồi gia đình cũng tạo điều kiện cũng dễ dàng lắm. Chưa cưới mà đã thăm luôn đúng không? Dạ sẵn đúng rồi, dạ đúng rồi. Sẵn rồi nói chuyện với bà Xui tương lai luôn. Rồi đêm đó ở đó luôn hả? Dạ, dạ, cháu nó thuê khách sạn chuyên để ở. Dạ. Chứ sao không ở nhà bà Xui cho nó vui. Đi đồng quá, đi đồng. Đi đồng lắm hả? Dạ, đi cả gia đình mà, năm số người. Đi lên trên công tâm xong đi về Nha Trang chơi thì nghĩ tụi nó làm hòa rồi cho nó đi chơi. Đi xuống tới nơi không có chỗ ngủ, phải ngủ ngoài bãi biển. Thêm mấy cái ghế vậy là để ngủ. Trời ơi. Hai gia đình luôn hả cô? Dạ, dạ tổng một gia đình. Hai vợ chồng với lại hai đứa con với bé Nhi. Dạ. Trời ơi mà ngủ ngoài trời luôn, ngoài biển vậy luôn. Có năm khách sạn ngàn sao luôn. Mấy ngày lễ là vậy đó. Dạ. Rồi thì tới ngày đám cưới, 9 năm trời đám cưới. Cái ngày đó tuyệt vời lắm cô ha. Được mấy cháu? Dạ, được một bé gái 1 tuổi rồi ạ. Rồi cái ngày đầu tiên về làm dâu nó có khác so với lại cái thời gian trước đây mà mình qua lại với nhau không? Dạ, em thấy thì cũng không có khác gì hết chị. Nói chung mẹ thì rất là tâm lý. Đa số việc nội trợ trong nhà thì có bà nội rồi, thì cũng phụ bà nội ít việc thôi. Rất là thoải mái luôn, không có cảm giác là đang ở dâu. Trời ơi, chính ra là con làm dâu tới hai lớp luôn á. Hai thế hệ. Làm dâu là hai tầng lớp luôn á. Vừa làm dâu mẹ con chồng nè, làm dâu nội chồng nữa. Dạ, nhưng đúng mà không? nội với mẹ thì đa số là chiều con hết. Nhưng mà nội nó nghe nó hiền lắm hả? Dạ, rất là hiền luôn. Bà nội nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, bà nội là 70 mấy. 73. 73 rồi. Dạ. Rồi sáng mấy giờ dậy? Ngày đầu tiên làm dâu á. Dạ, do con thì bình thường là cũng 8 hoặc 9 giờ. Dậy sớm hơn thì hơi khó. Có lần dậy sớm quá, xong mẹ cứ nói là ngủ nữa đi con. Sao mày dậy sớm như vậy, có làm gì đâu mà dậy sớm, mẹ cứ dậy. Mà trời Đà Lạt dậy sớm sao nổi. Trời Đà Lạt xe lạnh hoài thì sao dậy nổi. Thôi để nội lớn tuổi nội dậy đi. Nội khó ngủ quá. Khó ngủ rồi dậy. Rồi kế nội làm mẹ chồng dậy đi. Rồi mình trẻ mình ngủ lâu lâu một chút. Mẹ chồng thấy mình hợp với con dâu những gì? Dạ, nói chung là cũng thấy hợp là vì em không có con gái. Lúc nào cũng nghĩ là cháu là con gái thôi chứ không nghĩ là con dâu. Này đã vậy rồi cháu nó lại mang ra, nó sanh ra một đứa cháu gái nữa. Đó là một cái điều là coi như là mình quý nhất. Biết những cái khi mẹ cần, rồi mẹ đau mẹ bệnh cũng dắt mẹ đi bác sĩ, rồi cũng đi tư vấn trước, rồi mới về dắt mẹ đi. Những cái gì sở thích của mình là cháu nó biết. Ăn uống có hợp không? Dạ hợp, tại vì nói chung mình thì mình ít có biết nấu ăn. Thành ra cháu nó nấu cái gì là mình thấy ngon. Rồi hợp nhau về ăn mặc, thời trang. Đúng rồi, cái gì cũng mua cho mẹ hết á. Mẹ thì rất là đơn giản, mẹ thích màu đen, cứ mua cái gì màu đen là mẹ thích thôi. Rồi hai mẹ con có thích đi chơi không? Dạ, đi du lịch không? Dạ có, rất là thích đi du lịch. Quá vừa hả? Cũng vừa mới đi Phan Thiết về cả nhà đi. Dạ. Nhưng mà có lúc thì cũng giận dữ, cũng buồn trong lòng. Là nhiều khi cũng có những cái việc mà mình muốn nói nhưng mà mình không dám nói. Hả? Rồi cái ảnh cũng muốn nói nhưng mà anh cũng không dám nói. Cũng vì sợ mẹ buồn. Có một lần thì cũng mới đây thôi, là tức là gần đây năm cháu á, là năm bé cháu nội á, là con của Nhi á, có cái bà vú, bà vô bà ở bà giữ á. Thì là bữa đó là bà cũng đòi về, xong rồi bà cố mới nấu ăn á. Thì có những cái mà bà ăn không hợp thì bà không nói với Yến Nhi mà bà cứ nói với mình, bà lại la bà cố. Thì mình mới về mình nói là bà nội đã nấu cho ăn rồi, vú đừng có la, vú không bằng lòng cái gì thì vú phải tự vú nấu vú ăn. Cái còn người ta nấu cho mình ăn mà vú la như vậy là vú nhỏ hơn, mà là vú không có được quyền nói như vậy. Thì vú về vú nói lại với Nhi sao đó không biết. Thì Yến Nhi lại cứ nghĩ là chắc là mẹ mình nói sao hay nội nói sao, Yến Nhi giận đó. Xong mẹ tức quá mẹ cũng giận, mẹ bỏ về luôn. Nhưng mà hai ngày sau là con cũng gọi là, xin lỗi là gọi điện xin lỗi liền. Đừng có giận con, mẹ cháu cũng xin lỗi. Thế là mình cũng vậy, nó nghe mình nghe nó xin lỗi, mình cũng cầu cho nó xin lỗi mà. Để mình đi xuống, mình nhớ tới nội nữa. Thế là ngày mai mình gọt xe mình đi xuống luôn. Câu chuyện các bà vú
Cũng đoạn trường nam ai lắm mọi người ơi. Những người mà mới làm mẹ cần một người để mà hỗ trợ mình chăm con á, rất sợ bà vú. Con là con đội bà vú trên đầu đó. Mà nó rất đúng không? Đúng là mình phải trải qua nhiều cái sự việc, giống như Nhi đã từng trải qua những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ mà cái chuyện là người này nói qua người kia nói lại, mình rất là dễ bị lung lay, cho nên đó cũng là một cái bài học để cho em sau này có bất kỳ tiếp nhận một cái thông tin nào đó đều phải bình tĩnh xử lý. Dạ. Hiểu không? Sau lần đó thì có lần nào mẹ chồng giận nàng dâu nữa chưa? Không có giận. Không có luôn. Không có luôn. Có một đợt cũng bà vú luôn. Đó là đợt mà con chuẩn bị đi sinh á, thì bà vừa thì mới nói là bà vú vô, do con là cũng ngại, nhiều khi sợ mẹ mệt, vú là có nhiều kinh nghiệm thì mới nói vú biết cái điều gì đó thì cứ nói với mẹ, để bữa đó là mẹ lên bệnh viện với con, bởi vì là trên bệnh viện cũng giới hạn số người, không cho nhiều người vào. Thì con nói vậy thì mẹ là hiểu sai ý con, mẹ hiểu là bà vú sẽ đi lên bệnh viện với con và mẹ sẽ ở nhà đó. Xong rồi là mẹ khóc, mẹ đi lên phòng mẹ khóc quá trời khóc luôn. Dạ. Xong cái mới nói với ba á, mới gọi chồng và con lên. Thì mới hỏi là sao mẹ khóc, thì mẹ kể, mẹ kêu là sao con không cho mẹ đi lên bệnh viện mà lại cho bà vú đi lên bệnh viện. Thì con mới ngồi con giải thích, mẹ hiểu sai ý con rồi, làm sao mà con lại cho bà vú đi lên bệnh viện mà để mẹ ở nhà được. Cháu của mẹ con biết là mẹ rất là trông mà. Đó, thì sau vụ đó thì mới là không có hiểu lầm nữa. Cũng từ bà vú. Hai lần luôn á, cho nên tới khi đầy năm nó xong là thôi bye bye vú giùm mẹ đi con. Còn con có thấy điều gì mà mình không chưa hợp với mẹ thì không? Nói chung là mẹ thì tính rất là tình cảm, thì nhiều khi mẹ thương quá cho nên mẹ hay lo, mẹ hay nói nhiều rồi căn dặn cái này cái kia vậy đó. Tụi con thì nói chung là tụi con cũng lớn là cũng biết rồi, cho nên là chỉ mong là mẹ đừng có lo nhiều quá. Chú thấy thế này nè con. Cái khó của con ở đây thật ra nhờ mẹ chồng dễ, nội mẹ chồng dễ nữa. Chứ nếu như gặp một người nào khác mà phải làm dâu hai lớp như vậy á thì cũng rất là mệt luôn á. Thì cách đối xử với mẹ chồng, với nội chồng nó như thế nào con, trong gia đình con? Ví dụ con mua cái áo tặng mẹ thì con có mua cái áo tặng nội không? Dạ có. Có hết. Con thì nó rất là tâm lý. Con giống như mời mẹ đi du lịch thì có mời nội đi du lịch không? Dạ có chứ. Đó. Nói chung là đều bà nội thương bà nội sao là thương mẹ vậy. Có bao giờ nội giận con gì không? Dạ bà nội thì không giận, bà nội tính bà nội rất là hay luôn. Bà nội không có giận ai hết á. Dạ. May thiệt là may luôn. Cả nội chồng và mẹ chồng đều dễ hết. Thật ra ngày xưa đó có những người làm dâu hai lớp như vậy đó. Trời ơi họ khổ. Được lòng mẹ chồng á thì mất lòng nội chồng. Yeah. Mà được lòng nội chồng thì mất lòng mẹ chồng. Thật ra không có nghe lời bên nào được. Nghe lời mẹ chồng á là cũng không yên với đúng bà rồi. Nội chồng. Nghe lời bà nội chồng thì là hả mẹ chồng nó mày con dâu của ai. Có nhiều câu chuyện gọi là đoạn tường bi ai lắm. Thật ra Quỳnh Linh rất là thích là nếu như có một chương trình nào đó mà chúng ta mời luôn nội chồng và mẹ chồng ngồi luôn để xem cái câu chuyện như thế nào. Dạ, đáng ra là hôm nay có bà nội đó. Trời nhưng ơi, mà do là quá. Bà nội chăm bé. Dạ, em bé rồi nha. Không lẽ giờ mời lại bà nội nữa chứ. Thật ra là ngày xưa mà nghe nói về nhà mà còn bà nội chồng nha rồi các cô dâu chỉ có chết tới bị thương thôi. Hôm nay thì mình quá hạnh phúc rồi. Còn cái chuyện chồng con với con, chuyện gì đó thâm cung bí sử đó con mời qua đây qua kia nói chuyện với chị Lan đi. Qua đây. Những cái lúc mà hai mẹ con mà giận nhau như vậy á thì ông xã em sao? Dạ ông xã em thì nói chung là cũng rất là biết cách xử lý tình huống, là cũng không có bên ai hết, mỗi bên là sẽ có một cách nói riêng và kết nối hai người lại với nhau. Mà có bao giờ em làm khó ông xã không? Có bao giờ nói anh coi đó mẹ nói vậy có bao giờ vậy? Dạ em có góp ý, ví dụ như là em thấy cái việc đó ví dụ mẹ nói quá lời hoặc là như thế nào đó thì em sẽ nói ông xã để mà ông xã nói lại với mẹ thôi. Có lần hai vợ chồng gãi nhau thì mẹ mới nói, mẹ mới gọi điện, mẹ mới nói là có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ, cứ mét với mẹ để mẹ dạy, mẹ khuyên nó. Và có đợt là chồng em kiểu như là chở em đi ngoài đường xong cái ổng bực tức cái gì không biết, cái ổng nóng lên cái ổng quạo. Dạ, cái xong cái đợt đó em cũng tức quá, cái em mới nói với mẹ là em mới nhắn Zalo cho mẹ luôn, em kêu cho mẹ
nếu có gì đó thì con xin lỗi mẹ. Xong cái mẹ mới gọi điện cho chồng em, rồi mẹ la chồng em, rồi mẹ nói nhiều lắm. Vậy thì cho chị hỏi là giữa em với mẹ còn cái điều gì mà để là nó hai mẹ con vẫn chưa có cái sự kết nối gọi là thực sự không? Nhiều khi mẹ lo quá cho nên là có những cái là không thể tránh khỏi là hai mẹ con sẽ bất đồng quan điểm. Nhất là khi có em bé rồi. Ở chung với nhau trong một gia đình ở một thời gian dài, thường là không có nói những cái điều đó ra, em chỉ nói qua chồng em để mà chồng em nói với mẹ thôi. Nhưng mà sau này thì khi mà sinh em bé rồi á thì em thấy là mẹ rất là thương em và thương cháu luôn. Có mâu thuẫn trong cái vấn đề chăm con không em? Tại vì hai ba thế hệ cách bà nội chăm em bé nó khác, cái cách của mẹ chăm em bé khác, còn mình bây giờ là mình khoa học, mình có sách có vở, mình cái gì mình cũng phải có con số của khoa học hết, thì nó lại khác nữa. Rồi có bao giờ mà hai mẹ con mâu thuẫn với nhau trong chuyện đó không? Thì em cũng rất là thoải mái, và chỉ có chồng em á thì ổng hơi kỹ một xíu, thì đa số là chồng em toàn là mẹ góp ý với mẹ không à, chứ em thì em cũng không có góp ý gì nhiều với mẹ, bởi vì em thấy là mẹ cũng lớn, mẹ cũng có nhiều kinh nghiệm. Trước thì em cũng ngại, nói chung là cũng ngại nhờ mẹ, cho nên là lúc đó em mới kêu vú để mà hỗ trợ đó. Dạ, nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại thì vú thì cũng không thể nào bằng bà nội hết. Dạ, cho nên là bây giờ cũng phần lớn là nhờ ông bà. Là câu chuyện ngày hôm nay á, nó không có những cái xích mích, không có những cái góc khuất, không có những cái gì nó dữ dội, là do mẹ chồng rất là dễ thương, rất hiền hiểu con dâu. Mình có mong muốn con dâu mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Dạ, nói chung là không, nó cũng tuyệt vời lắm anh. Tuyệt vời lắm hả? Dạ, có bé mà con mình nó trở thành coi như là nó rất là nóng tính. Bây giờ nó coi như là nó hiền dịu lắm. Thay đổi luôn. Nó thay đổi tính tình, đúng rồi. Dạ. Có phải là nó hòa nhã như thế nào thì nó làm cho con trai mình có sự cuốn hút đi theo. Hồi trước là thấy nóng giận, là cứ là la lớn, bây giờ không còn. Mày qua con dâu chăm sóc con trai thay đổi luôn. Rồi. Trong những lúc mà trái gió trở trời đó, thì nhức đầu chóng mặt con dâu chăm sóc thế nào? Mình thương nhất là lúc mình đi mổ anh Ninh. Tại mình mổ cái khớp chân á, không biết anh hỏi đâu á, anh chạy qua bên chỗ bạn Hạnh á, vô hỏi bác sĩ, gặp bác sĩ là mé đâu đó rồi, là về tê tê dắt mẹ lên xe là thế là chở đi. Đưa mẹ đi phẫu thuật luôn. Đưa luôn. 1, 2, 4 là coi như 10 giờ sáng là coi như mẹ vô là làm liền. Rồi xong tội lắm, mẹ đi gội đầu, chở mẹ lên, thắt tóc cao lên cho mẹ, để mẹ nằm khỏi bị ngứa đầu. Đó, rồi về xong rồi là thuê xe về, sợ mẹ lên lầu không được, thuê xe bưng mẹ lên. Bác sĩ không có cho ngồi dưới đất, kêu là nằm trên giường cao là đi mua một cái gì, một tấm nệm. Riêng cho mẹ luôn. Đúng rồi. Rồi bé chăm sóc mẹ chồng, nội chồng á. Nội chồng là hạp lắm, tại vì mình là không có nấu ăn. Bà nội nấu ăn, hai bà cháu là đi mua về là nấu, thế là ăn cả nhà. Mới biết cái cách sống. Mình biết cách sống, điều đó mới hết sức là quan trọng đó. Rồi thôi về đây thôi Lan ơi. Thầy ơi, thật ra nãy á, chú xin lỗi con. Dạ. Hồi nãy con mới bước vô đây đó, chú thấy con xinh đẹp, đứa xinh đẹp. Chú nói, trong lòng chú nghĩ, rồi bé này chắc nó không lo được gì đâu. Chắc về ăn ngủ thôi. Về chắc để mẹ chồng lo hết, kiểu công chúa quá đó. Giờ chú có lỗi vì suy nghĩ của chú không đúng. Chuyện lâu lâu cứ lạc quanh. Chị hỏi nè, cái điều gì để khiến cho em dành cái tình cảm cho bên gia đình chồng nhiều đến như vậy? Dạ, là em thì ba mẹ em cũng mất rồi. Dạ, cho nên là coi mẹ với lại bà nội là giống như là ruột thịt của mình luôn. Dạ. Nhìn chỉ đơn giản vậy thôi. Với lại là thấy mẹ rất là thương, thấy mẹ dành tình cảm nhiều hơn cho hai vợ chồng với lại cho cháu, cho nên cảm thấy là rất là xúc động. Dạ. Cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu nó có hòa hợp, có yêu thương nhau đó là do chính chúng ta thôi. Nó giống như một tấm gương vậy đó, mình đối xử với mẹ chồng thế nào thì mẹ chồng sẽ như thế, mà mẹ chồng đối xử với con dâu thế nào con dâu cũng như thế. Hôm nay cái câu chuyện này cũng rất là hay. Linh nghĩ rằng là cô bé này cũng rất là may mắn khi gặp hai thế hệ mà mình hòa hợp được là giỏi. Và cũng nhờ bà nội, nhờ mẹ đã gọi là giúp con hòa hợp điều đó. Dạ. 4 năm làm dâu,
em cảm thấy là mình có làm tròn cái bổn phận làm dâu hay không, và có cái điều gì muốn nói với mẹ hay không, thì giờ phút này là dành cho em đó. Sau những cái năm mà làm dâu của mẹ thì có đôi lúc là con cũng vô tâm, không có hiểu và cũng ít nói, ít chia sẻ với mẹ. Qua đây thì con cũng muốn là nếu như mà có cái chuyện gì con làm cho mẹ buồn thì mong là mẹ bỏ qua. Có bỏ qua không? Có làm gì buồn không? Không có làm gì buồn hết. Mình thì nên nhiều khi có buồn gì chăng nữa rồi cũng nhanh hết lắm. Thật ra nãy giờ chú thấy á, là cô gái này cũng đã một phần làm tròn rất nhiều của mình đó. Đúng rồi. Hơi vì giỏi đó, những thành viên trong một nhà chưa cần làm những điều đó. Yêu nhau, hiểu nhau, tha thứ cho nhau, hy sinh lẫn nhau để chúng ta hòa quyện với nhau, một gia đình. Dạ, thì để cảm ơn mẹ để dành hết tình cảm cho gia đình, cho vợ chồng con cũng như cho bé, thì con cũng có một món quà gửi cho mẹ. Chiếc nhẫn mà con gửi tới mẹ thay cho lời cảm ơn vợ chồng con gửi cho mẹ. Dạ, thì đeo thử vừa không nha. Đeo cho mẹ đi. Ồ, chà. Ồ, có giấy tờ. Đây cũng có, mẹ cũng có cái gì, mẹ cũng con đã quý giá rồi mà con cho một món quà quý giá nữa. Thành ra mẹ đây, mẹ cũng biết nói gì. Được rồi, nếu mà có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ làm là mẹ chồng của con nữa. Ơi ơi, tuyệt vời ha. Đây là một cái lời nói mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Nếu có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ chồng của con. Trời, sao mà nghe câu đó cứ muốn khóc luôn hả trời. Thì sự mà là coi như đây là một cái báu vật của mình. Thành ra thử nói hết tấm lòng. Cho nên là cũng cảm ơn chương trình đã có gặp được anh Huyền Linh và là em Lan ở đây. Thì cũng thành thật cảm ơn, cũng có sự mà dẫn chương trình cho gia đình của chị. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi như thế. Chúc cho bà nội ở nhà khỏe, thiệt là khỏe. Chúc cho những nụ cười này cứ mãi tươi như thế. Chúc gia đình chúng ta luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Lúc mà sinh hai bé thì mẹ đều lên chăm hết. Cũng một phần là do là lúc mà em mang vào bầu đứa đầu tiên á là được 8 tháng. Chỉ còn 1 tháng nữa sinh thôi thì mẹ ruột em mất. Cũng rất là sốc buồn, mẹ cũng rất là sợ là cái em buồn á thì em sẽ sinh sớm, ảnh hưởng tới con. Thì mẹ cũng chạy lên trên này ở với em mấy bữa. Cũng rất là sốc buồn, mẹ cũng rất là sợ là cái em buồn á thì em sẽ sinh sớm, ảnh hưởng tới con. Thì mẹ cũng chạy lên trên này ở với em mấy bữa. Khi mà bà Xui mất rồi cảm thấy thương nó nhiều hơn, nhiều lắm. Tại vì bây giờ trong ngoài chỉ có mình thôi. Có bao giờ con dâu làm điều gì đó cho mình buồn không? Dạ không có đâu Linh. Nó cũng khôn ngoan lắm. Không biết ở ngoài mặt nó vậy, không biết trong lòng nó là sao. Thì mình không biết nó còn có gì nó cất ở trong trỏng không, mình không biết. Có cất gì không? Dạ chắc không. Em là người cũng thẳng thắn, em sao em bộc lộ ra hết. Nhưng mà có bao giờ buồn mẹ điều gì không? Dạ thì cũng có. Thôi lúc mà em mới phát hiện ra em có bầu thứ hai á, thật sự là em bị bỏ kế hoạch. Ra lúc đó em cũng rất là lo lắng. Tại lúc đó là bé lớn cũng còn nhỏ, với lại em sinh mổ nữa. Thời gian sinh hai lần cũng gần quá. Em gọi điện về thông báo với mẹ. Nói mẹ ơi, con có đứa nữa rồi. Thì mẹ cũng giật mình, mẹ im lặng. Trái với suy nghĩ của em là mẹ khi mà mẹ nghe được có cháu nữa là mẹ sẽ vui. Lúc đó em cũng có nói với chồng em đó, anh ơi, không biết mình sinh đứa này ra rồi thì không biết là mẹ có thương nó không. Sau đó hả, em mới biết là thật ra là mẹ lo cho em quá. Em biết là mẹ rất là lo sức khỏe của em dữ lắm, mẹ mới nói như vậy. Lúc đó mình không hiểu mẹ đúng không? Dạ lúc đó không hiểu đó, cũng buồn. Tự là sinh đứa thứ hai xong mẹ còn thương hơn nữa. Thế tại mẹ làm về y. Dược y này kia mẹ cũng hiểu ha. Sanh hai đứa con mà mổ gần nhau thì rất là nguy hiểm luôn. Em thương mẹ như thế nào? Thật ra trước giờ em chưa bao giờ nói là em mẹ con thương mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm. Con em không có bộc lộ như vậy, nhưng mà trong thâm tâm của em thì em rất là yêu mẹ, em rất là quý mẹ, phải nể mẹ nữa. Tại lý do là ba chồng em mất sớm thì có mình mẹ, một mình mẹ nuôi ba người con, nuôi ba người con cùng lớn. Em có con rồi em mới biết là nuôi một đứa, hai vợ chồng bù đầu bù cổ mà mẹ nuôi ba người khôn lớn trưởng thành, thì sao mẹ có thể sống qua cái khoảng thời gian đó được. Rất là hay, em rất là nể mẹ cái chỗ đó. Em có cảm giác là em có một cái lỗi gì với mẹ mà chưa bao giờ nói không? Cũng có, về vấn đề chăm con thôi. Thì do mẹ gọi điện, mẹ nói con bệnh, nó bệnh như vậy thì nên uống thuốc gì. Nhưng mà em thì dạ, nhưng mà thật ra em không cho nó uống. Em không... Nhưng mà xuất phát từ cái việc em cũng sợ là con em sẽ dùng nhiều kháng sinh. Xong rồi cái vài bữa là nó lại rất là nặng.
nó bị bệnh nặng hơn, thì lúc đó là cảm thấy là hối hận không có nghe lời mẹ. Thì sau đó là điện hỏi mẹ, mẹ giờ uống thuốc gì, uống thuốc gì. Ta là dược sĩ, ta biết hết mà không chịu nghe lời. Dạ. Có điều gì mà cô buồn con dâu mình không? Có. Lúc mới cưới chắc có lẽ nó bé này nó nhỏ quá, nó vô tâm á. Mình mỗi năm mình hay đi kiểm tra định kỳ một lần ở Sài Gòn. Đi vô bệnh viện sau tới trưa không thấy nó gọi thăm. Ừ mẹ ơi, mẹ khám làm sao á, mẹ xong chưa, mẹ có ăn uống gì không? Em ru tới mình sắp sửa về, cái chồng nó hỏi. Cái nó mới hỏi hồi sớm giờ Phượng có gọi mẹ không mẹ? Cái nó không, con ơi chắc nó bận lắm rồi chứ không gì. Chút xíu là anh ta tan tan ta gọi lại là chắc chồng đó. Chồng đó nó chồng nhắc nhở. Nhắc nhở đó. Dạ. Cái đó mình nghĩ là bé này nó nhỏ quá, thành ra nó hơi vô tâm vậy thôi. Dạ. Mấy lần sau tốt lắm, lần có bầu sao đó là mình đi khám ở bệnh viện, cái anh ta mà cái bầu to vậy nào mà chạy lại đem nước, đem bánh, đủ thứ dặn cái nào ăn cái nào mang về. Dạ. Cái mình cảm động lắm. Thấy thương cô hả? Ừ, thương. Mẹ nói là nên là con mới biết là con phải đính chính lại. Lúc mà mẹ nói là con không có quan tâm, mẹ không gọi điện cho mẹ lên khám bệnh. Nhưng mà thật ra lúc đó là chồng em á thì hay gọi điện cho mẹ lắm, hỏi mẹ đi tới đâu rồi, mẹ ăn uống gì chưa, cứ gọi liên tục trong suốt cái hành trình đi của mẹ. Còn em thì em không gọi cho mẹ, tại em hỏi chồng em á, nghe đi tới hết đâu rồi, rồi. Nghe chồng em nói tới đâu tới dạ, đâu, dạ, khám thế nào hết đúng dạ, không? Mà có chồng em gọi rồi thì em nghĩ là em không gọi, em hỏi chồng em à, em biết như vậy em yên tâm rồi. Thấy chưa, nói ra mới biết là mẹ cũng cần cuộc gọi, cần dạ, tin nhắn của mình rồi. Dạ. Ý mình coi clip của anh chồng kìa, mình coi clip đi ha. Vợ chồng em có những cái cuộc cãi vã rồi là lớn tiếng đấu khẩu rồi kia, kiểu chiến tranh lạnh đồ. Nhưng mà mỗi lần như vậy là đều mẹ đều là trọng tài đứng ra giành xiếc mọi chuyện, thì phần thắng lúc nào cũng nghiêng về vợ em hết. Em muốn hỏi mẹ là mẹ ơi, con là con ruột của mẹ hay là vợ con là con ruột của mẹ, và tại sao lúc nào cãi nhau vợ con cũng giành phần thắng mà không phải là con? Nói thì nói vui như vậy mà thực sự thì em cảm thấy rất là vui. Vui vì vợ em có đồng minh là mẹ ruột của mình, và vui vì mẹ có cái người đồng minh là vợ em. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ. Cảm ơn vợ, cảm ơn người đã đồng hành sát cánh cùng anh trong những lúc anh khó khăn. Anh sẽ cố gắng để vun đắp thật nhiều, bù đắp cho em, bù đắp những cái ngày ngày tháng em chịu cực chịu khổ cùng anh. Con là sẽ cố gắng để làm kiếm thật là nhiều tiền để dẫn mẹ và vợ năm sau mình gia đình mình đi du lịch. Ráng làm nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch hả? Mẹ có thích đi chung với cả nhà không? Cũng thích chứ anh Linh. Tại vì từ lúc cưới tới giờ thì cũng hơi thú, hoặc là mẹ cũng chưa có dịp đi đâu chơi vài ngày. Chỉ có người quê đi tới đi lui ở trong nhà không, mà không có đi đâu hết trơn. Mình có được một người con dâu quá ân ý, cô có thấy sự thay đổi của con trai mình không? Có chứ em. Dạ. Bé này hồi đó nó chồng nó là thích bạn bè, mà đường từ ngày mà cưới vợ có con ra bây giờ là cài dữ lắm luôn. Dạ. Giỏi, bây giờ rất là giỏi. Vậy là trưởng thành rồi hả? Dạ dạ. Cũng mong rằng hai đứa trưởng thành nó làm có tiền nhiều nhiều để nó đưa mẹ nó du lịch cho vui cả nhà cả cửa nha. Cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì hay không? Nói vậy là cũng tốt lắm rồi, cảm thấy ổn. Ngày hôm nay thì chị có mong muốn mẹ điều gì không? Mẹ biết là mẹ em thì hay lo lắng cho con cháu á, mẹ em lại hay bị đau bao tử với lại hay mất ngủ nữa. Em muốn là mẹ sẽ bớt lo lắng hơn, bớt lo nghĩ cho con hơn, tại vì hiện tại là cuộc sống gia đình của tụi con cũng ổn định rồi. Cảm ơn cô rất nhiều nha. Hai mẹ con ôm nhau nào, cứ ôm nhau hoài như thế cũng được ha. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để nhớ mình có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu xin tặng cô thực phẩm Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn hai mẹ con đã đến tham gia chương trình. Lần đầu tiên trong tháng 11 này, chương trình truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam Mẹ Chồng Nàng Dâu chính thức khởi động ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua trang fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Vấn đề bếp núc thì mẹ thì nấu không ngon, em
em với bố. Em với bố thì lại rất là hợp về nấu ăn. Xin mời. Chào cô. Dạ, chào cô. Chào em gái. Mời cô ngồi. Chào chị. Rất vui được đón mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình. Dạ. Bây giờ thì mình giới thiệu mình cho mọi người cùng biết ạ. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Chào Lê Lộc. Chào cô. Chào khán giả. À, cô tên là Vũ Thị Thái Liên. Cô ở Bình Dương. Dạ. Công việc chính của cô là kinh doanh màn cửa, trang ra quế nệm. Dạ. Còn đây là con dâu của cô. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc và chào tất cả khán giả xem đài ở đây. Dạ, em tên là Phán Quang Kim Phượng. Lạ. Tên lạ quá hả? Phán Quang. Dạ, công việc hiện tại của em là em đang làm mẹ bỉm sữa của hai bé được 3 tháng tuổi. Em sinh đôi, em sinh năm 2000. Hả? 2000 là năm nay 19 tuổi. Dạ, đúng hả? Rồi. Ơi. Hiện tại là em đang làm dâu của mẹ là được 6 tháng 25 ngày rồi. Con trai quen với cô dâu bao nhiêu năm vậy? Mẹ chồng dắt con dâu về giới thiệu với con trai mình. Trời đất ơi. Ủa là sao, cái duyên số là sao cô? Trước cửa nhà cô là có cái tiệm làm đầu á, thì cô hay ra ngoài đó cô làm đẹp. Cô thấy con dâu bây giờ của cô ưng ý. Thế cô mới nói là khi nào con làm xong con về nhà cô, con làm kế hoạch nhỏ nha. Em về nhà cô thì mới biết được con trai. Mà lần đầu tiên thì cô lại nghĩ là em thích con trai út cô cơ. Tại vì con trai út cô với em là bạn học cùng lớp cùng trường. Nhưng mà không phải là như vậy mà là với anh hai. Nhà mấy đứa con trai? Hai Quyền Linh. Lúc đầu mẹ về thì mình làm cho mẹ thì mẹ có tâm sự là con trai cô hiện giờ đang độc thân, cô tính làm mai bé này bé kia cho chồng mình. Thì lúc đó mình thấy cũng bình thường lắm. Mà lúc đó mình với chồng mình lại rất là ghét nhau. Ghét ví dụ gì? Ví dụ như ổng khó ưa lắm. Mặt hay nhăn nhó, lúc nào cũng nụ. Thì không có ưa. Chồng mình cũng đâu có ưa mình đâu. Chồng mình nói là hả, mình làm tóc thì mình nhuộm tóc thì mình phải đeo khẩu trang. Chồng mình nói chở xong mấy này vô nhà mình nó không chào mình mà đeo khẩu trang hoài. Khi nào mình mới bắt đầu có tình cảm với anh chồng của mình? Dạ thì cũng một hôm như mọi ngày. Thì mình làm tóc cho mẹ xong rồi thì cái trời nó đổ mưa. Trời đổ mưa xong rồi mẹ kêu là thôi có lại con ăn cơm với gia đình cô. Lát nữa anh chở con về. Mẹ vô bếp, mẹ nấu đồ ăn. Mà bữa đó không biết hên xui sao mẹ nấu xém cháy nhà. Hả? Tại vì mẹ làm cá khét, khét nghẹt luôn. Thế là hai vợ chồng ăn. Ăn xong rồi chồng bảo là hả em, mẹ đổ thừa cho con dâu. Mẹ nói là hả con dâu làm đó thôi con gán ăn đi. Thế là nhịn ăn xong rồi hỏi từ lúc mà tại sao hai vợ chồng quen nhau. Tại bỏ bùa tôi, bà làm cá khét cho tôi ăn, cái tôi dính từ đó luôn. thì mới có mấy tháng cưới này là 6 tháng 25 ngày thì bé đã 3 tháng rồi. Ủa vậy là có bầu trước. Mẹ là người biết đầu tiên, mẹ dắt con dâu đi khám thai hàng tháng. Em còn nhỏ mình chưa cưới nữa. Rồi lúc mà quen nhau mẹ có phải chỉ là mình phải nên bảo vệ hay là dạ, mình... cái đó thì mới là cái lạ lùng nè chị. Chồng em cái gì cũng tâm sự với mẹ. Ừ mẹ ơi con quen con bé này. Rồi hả mẹ ơi con ở với bé này. Thế sau mẹ còn dặn rồi hả con đừng có cho bé đó người nha. Cứ để thả luôn đi. Dính mẹ cưới. Thế là cứ thả. Mà trước đó là báo động giả mẹ 2 lần. Mà trước khi báo động giả là mẹ cứ ừ mẹ ơi sao con thấy con bé đó sao nó giống có hai đúng không. Thế sau mẹ cứ không chần chừ gì hết. Mẹ cứ đưa tiền cho chồng dắt đi khám. Nhưng mà báo động giả 2 lần. Cái lần này mẹ không yên tâm. Thế sau mẹ hôm đó mẹ tận dắt đi luôn. Mẹ dắt đi xong rồi bác sĩ bảo là có 2 em. Mẹ mừng rớt nước mắt luôn. Mong muốn có cháu sớm gì đó hả? Mà mẹ rất là tâm lý. Tại vì cái quan niệm mà có con trước khi cưới thì người ta sẽ kỵ cho dâu vào nhà. Thì có những người hàng xóm người ta bảo là người ta nói tránh cho mẹ em là không có cho dâu vào nhà. Nhưng mà mẹ em rất là thực tình. Mẹ em nói là không có. Cô còn dắt con cô vô. Cô dắt tự tay cô dắt con dâu cô vô nhà mà. Cái điều đó khiến em rất là vui. Hai mẹ con có hợp nhau điều gì không cô? Hợp về làm đẹp, hợp về cách đối nhân xử thế. Chỉ có một điểm không hợp là con dâu thì em còn nhỏ quá nên em không có được gọn gàng.
Rồi cái thứ hai là em rất là khó tính, em khó tính hơn mẹ chồng nữa. Đối với ở ngoài, em rất là kỹ trong gia đình về các mối quan hệ. Ví dụ như người quen, mẹ chỉ quen biết một lần thôi mà mẹ dám cho qua ở nhà mình qua một đêm luôn, mà em rất là sợ những vấn đề đó. Nhiều khi cãi nhau là chỉ cãi nhau về vấn đề chồng con thôi. Ví dụ như chồng em hư này kia thì mẹ em phàn nàn, mẹ em la qua em, chứ mẹ không có gì. Anh thấy gương mặt của mẹ là một người rất là phúc hậu luôn. Ở trong nhà thì em làm được gì giúp mẹ? Em phụ mẹ coi nhà cửa, coi trước sau, với lại cái nhiệm vụ của em là chăm hai bé. Dâu còn nấu cơm nấu nước ăn được không cô? Được, con dâu còn nấu con cơm ngon hơn mẹ đó. Nhớ về vấn đề bếp núc thì mẹ thì nấu không ngon bằng em với bố. Em với bố thì lại rất là hợp về nấu ăn. Cái hôm đó là Quyền Linh nấu trong mâm cơm gia đình á, có những món gì đó là bố sẽ chụp lại, chụp màn hình lại, xong rồi cuối tuần sẽ nấu những món đó. Trời ơi hay quá. Cảm ơn bố nha. Chắc đôi khi bố nấu hay ngon hơn anh đó. Giờ đỡ tốn tiền làm tóc rồi ha. Tình yêu đó. Mỗi lần mẹ bực lên là mẹ nói nhiều. Ví dụ như mẹ giận cá chém hớt, mẹ giận chồng mình thì mẹ chém qua mình. Có không? Có bao giờ bị không? Bị hoài chị. Chết chưa? Có giận không? Dạ, giận chứ, giận bỏ cơm luôn. Trời. Mẹ với mình cãi nhau về cái vấn đề là nuôi con, cho nên hai mẹ con hay xảy ra mâu thuẫn đó. Bữa đó là giận mẹ lắm. Bữa đó mẹ thấy bỏ cơm nguyên ngày thì mẹ năn nỉ thôi, ăn đi con. Ban đầu mẹ còn kệ, nhưng mà mẹ thì tính mẹ hương con lắm, cho nên mẹ không giờ giận được lâu á. Cái mẹ thấy vậy mẹ vô mẹ năn nỉ. Mẹ có cái thú vui nhỏ, mẹ khoái chọc cho con dâu khóc xong đi năn nỉ. Ủa chứ phải không cô? Tại vì trong nhà nhiều khi cho nó có tiếng cười đó. Đúng rồi. Nhiều khi Linh cũng vậy, hay chọc con mà cho nó giận, xong rồi cũng theo năn nỉ vậy đó. Làm quề, nhiều khi nó không làm quề giận 3 ngày luôn đó. Mà khoái chọc. Nhớ nhất là cái lần mình mới sinh thì mình sồ sề, mình sống, mình cứ ngồi trước gương rồi, mình đã ngó rồi, mẹ đã thấy rồi. Tối đó nguyên cả gia đình sum vầy vậy đó. Mẹ nói một câu mà em nhớ hoài luôn. Mẹ nói, trời sao con dâu mẹ sinh xong mẹ xấu dữ vậy? Lúc trước mẹ sinh con xong mẹ đâu có xấu gì đâu. Thôi để mẹ dỡ người con ra, mẹ lên mẹ cho con coi nè. Đúng là mẹ đẹp thiệt, nhưng mà mẹ cũng không nên nói vậy. Trời ơi, chết rồi. Con dâu tổn thương. Tổn thương rồi sao em? Mẹ giỡn sao? Giận rồi khóc. Khóc hoài luôn. Mẹ dỗ hoài không nín. Cái mẹ nói thôi, con ăn gì mẹ nấu cho con ăn đi. Nhưng mà có mục đích của mẹ chọc là mẹ muốn con dâu mình đẹp hơn hay là phải chăm chút cho bản thân nhiều hơn hả cô? Cái lúc đó thì cô nghĩ đơn giản thật tình lắm, cô thấy sao cô nói như vậy? Không, đúng rồi, những người phụ nữ ta sinh xong ta sồ sề, người ta có hơi xấu hơn ngày thường, nhưng sau đó chăm sóc con một thời gian, đẻ thêm đứa hai ba đứa nữa, nó sề hơn nữa tí. Đây là nói như thế để mình có thể vừa chăm con, sau đó mình phải chăm sóc sức khỏe của mình là chính. Nhưng mà cái lúc mà em sinh á, mẹ có chăm sóc cho em kỹ không? Dạ, cái vấn đề này thì cũng hơi buồn á chị. Tại vì mẹ em lớn tuổi rồi. Mẹ em quên hết những cái kỹ năng hồi đó mẹ em làm mẹ. Cho nên mẹ chăm sóc em không được kỹ lắm. Tới khi mà mẹ em nói một câu em rất là cảm động. Mẹ nói là mẹ già rồi, mẹ không có chăm sóc được con như trước nữa. Tới hôm nay mẹ vẫn chưa mua được đồ xong cho con nữa, mà con đã được 3 tháng rồi. Đó, thì em nghe cái đó em cũng cảm động. Tại vì ngày xưa cô cũng không có mẹ chồng, mà cô cũng không có mẹ đẻ, nên cái khi cô sanh cô cũng không biết cái gì hết. Vậy cũng tự nuôi con, rồi con cũng tự lớn. Thành ra là lúc đó mình cũng không biết cái gì, đến bây giờ mình nuôi con mình cũng không biết cái gì để mình lo cho con. Bây giờ nhiều khi con nói mẹ ơi con đau lưng quá, mẹ cũng đâu biết làm sao giờ. Mình có bao giờ nói gì mà làm mẹ buồn không? Có cái đợt mà em làm mẹ buồn là do hai mẹ con tranh cãi với nhau về vấn đề nuôi con nữa. Cô ở nhà thì thường cô nói với em là cho con cho cháu uống nước đi thì con lại không cho. Con nói rằng là trong sữa đã có nước rồi mẹ, bé bị bệnh đi bệnh viện thì bác sĩ mới biết là không cho uống nước. Thì bác sĩ mới la thì ra khỏi phòng khám thì cô la con dâu cô liền. Cô nói là ở nhà mẹ nói con không nghe. Con thấy không, 3 tháng trời cháu không được một miếng nước nào. Bây giờ bác sĩ nói con mới nghe.
Với lại trên đường về thì cô có nói với em là sau này bố mẹ chết chắc là bố mẹ không lo được cho em Út đâu, thì con là dâu lớn con lo cho em. Lúc đó thì con dâu cô mới nói rằng là con lo cho hai con còn không xong, làm sao con lo cho em. Cô cũng rất là buồn, cô về cô mới kể lại cho chú nghe. Thì chú nói sau bà không nói là chỉ lo về tinh thần thôi chứ kinh tế dễ gì đã lo. Cô về cô cũng nói lại với em là lần sau mẹ không đồng ý con nói như vậy. Mẹ con rất là tâm lý. Mẹ tâm lý mà từ lúc mà mẹ cưới về xong rồi mẹ huấn luyện trong một khóa giữ chồng nữa. Hay quá vậy ta. Huấn luyện à, con ơi sau này mà chồng con có chán, chồng con có chơi, chồng con có đòi ly dị á, thì con cũng không được ký nha. Tại vì sao con ký rồi là con đang mở đường cho hưu chạy á. À. Hay à, bà mẹ chồng rất là hay. Thôi bây giờ coi chồng mình nói gì nha. Vợ chồng người ta khi quen đi chơi này nọ thì đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt hoặc đi xa xa đi chơi này nọ. Còn vợ mình á thì cái kỷ niệm đầu tiên hai đứa dắt nhau đi chơi là vô sở thú. Vợ mình vô sở thú, mình thật sự là bây giờ mình không biết vô trong đó mình chơi một cái gì và mình ngó gì luôn đó. Còn tại vì vợ mình á thì nói thật ra thì cũng là họ Phán, tên Phán Quang nữa, thì chắc giờ vợ Phán sao chồng nghe vậy thôi, chứ chồng cũng không dám có ý kiến. Ai nói bảo 18 tuổi bà khờ đâu. Thật sự là chính mẹ nói bà rất lanh, thì tôi thua luôn. Mặc dù cho có bất cứ cái gì, vợ của anh vẫn là số 1. Ông chồng cũng rất là vui ha. Cô có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Con dâu cô là cô cũng tương đối là đồng ý đó. Chỉ có điều là con gọn gàng lại một tí, đừng có để cho mẹ nhắc nhở con nhiều về vấn đề ăn uống. Con phải tự lo cho cái bản thân mình. Mẹ bận rộn nhiều lắm. Em thì em mong muốn mẹ vẫn dạy, vẫn yêu thương em như ngày mới về. Con mong muốn mẹ là mẹ giữ gìn sức khỏe cho mẹ nhiều hơn. Sau này con có sai thì mẹ không được la con mà mẹ phải yêu thương con gấp đôi. Gì kỳ vậy? Dạ. Rồi. Cảm ơn hai mẹ con nhiều, mình ôm nhau nào.